Dạ vâng, xin chào các bác nhá. Tiếp tục em lại lên cho các bác một con L7 Epic. Đây là dòng giải mã đời rất là cao của đời Onkyo. Đấy, phục vụ cho những bác nào mà thích nghe nhạc hát karaoke từ trên TV xuống mà chưa có một cái thiết bị giải mã nó tốt, chất lượng cao thì có thể tham khảo ngay cho em con Onkyo FR L7 Epic. Phiên bản này thì nó sẽ có những cái tiện ích sau đây em sẽ giới thiệu đến các bác. Đầu tiên thì các bác có thể cắm một sản phẩm, đó là một cặp loa vào đây nhá. Mua một cặp loa các bác kẹp vào đây là các bác có thể gì ạ? Nghe nhạc là một bộ dàn này. Giải mã thì các bác sẽ kết nối đường quang vào đây cho em. Đấy, đường quang này. Một đầu đầu này thì cắm vào đây nhá. Một đầu tương tự như này cắm vào Smart TV. Sau đó các bác lấy từ cái cổng out này, mình có thể truyền ra đẩy, ra vang, ra âm đi to. Đó thì đấy người ta gọi là giải mã 24 bit. Bác nào mà cần cắm thêm giải trầm thì có thể đây nhé, nó có cổng trầm riêng. Con này thì nó vừa là giải mã mà cũng tương tự như là một con âm ly. Đấy, để các bác có thể ghép được cả loa USB này, rồi bác nào thích cắm Bluetooth thì mua Bluetooth cắm vào đây. Cái DVD, cái CD với cái MD thì bỏ qua giúp em nhé, tại vì hai cái này về mắt nó hao hụt rồi. Màn hình thì to. Đấy, màn hình to. Volume có giải LED rất là đẹp. Giá của giá của con LFR7 này thì bác nào chốt để các bác là 1.450.000 nhé. Vâng, 1.450.000. Đấy, hình thức thì các bác nhìn thực tế. Bây giờ em sẽ lên nhạc các bác nghe thử nhé. Thì vừa rồi là em kết nối ở trên máy tính và điện thoại. Được chưa ạ? Tức là các bác có thể cắm điện thoại, máy tính, hay là bác nào mà thích kết nối với cả USB nhá thì cũng có thể làm được. Đây. Đấy. Kết nối USB thì các bác sẽ nhấn vào đây. Bây giờ đèn nó xanh lên là được. Rất đơn giản không các bác? Một con vừa làm giải mã mà lại vừa có thể lấy chất âm ra để hát karaoke, nghe nhạc mà tiếng rất là trong. Đó. Chuyển bài này. Đó. Đọc được cả tên ca sĩ và tên bài hát luôn. Tuyệt vời chưa các bác? Lần này em chẳng mong có dịp mãi đâu.
Giải mã thì các bác hãy chuyển cho em về chế độ digital. Ngon lành chưa các bác? Đấy. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo em nhé. Giá là 1.450.000. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhé.